Mến chào các bạn nha. Hiện tại mình đang ở trên ở đây là thuộc của chợ Trường Hòa các bạn, gần gần Sơn Trang Tiên Cảnh nè. Bên này lên bên này lên quay chiếc 185. 185 cài vườn cao su. Đó, cài vậy nè các bạn. Cái này cái bừa ha. Bừa cho chết cỏ. Bừa cho chết cỏ. Bừa thì nó đi dặn đôi ha, cái ốp qua cái ốp lại, bừa bốn chảo thôi các bạn. Chiếc này chiếc 185 ha, 185 bữa mình có quay rồi nè, quay ủi đất với chiếc Hòa 66 á. Bữa nay ba có đi làm hả nhà? À ba đây mới về hả? À Lâm hả? Khu gáo sạch sẽ ha các bạn. Máy này thì máy này mình nhưng chưa có làm phải không? À mới thay bạc hả? Cái coi có dấu thay gòn nè các bạn, nhưng mà cái này người ta làm kỹ ha. Ta chét keo nó không có trào ở ngoài ha. Keo nó sắc vô luôn. Tạ này tạ của chiếc Ford. Gắn nó nghịch cái chữ lên trên nè, tại vì nếu mà gắn ngược lại á thì cái nó thòng xuống dưới nhiều quá, nên gắn phải gắn nghịch lên trên. Rồi quay sơ sơ xung quanh chiếc xe rồi xong rồi chạy thôi các bạn. Cái này mình cài vừa có xu mình ăn sao cưng? Từ ra cái vụ mẫu còn lại được 500. À mẫu 500 hả? Trừ là trừ cái gì? Trừ cái hàng cao su. À trừ mấy hàng cao su phải không? Trừ đường đất rồi, bớt đường đất rồi. Đúng rồi. Nhưng bữa chạy bên đây 4 mẫu. Ừ. 4 mẫu 2 triệu. Mẫu còn 500. Tính ra chạy cái này cũng nhanh. Hồi đó anh cũng chạy trên vườn cao su á, chạy chiếc 135 á, mà anh chạy xong phải không? Chạy xong giống như buổi sáng đó, chạy khoảng 5-6 mẫu gì đó, cái xong quay lại chơi qua bữa sau cho công nó bỏ diêm, xong bây giờ bỏ diêm xong bắt đầu mình gắn nhằn chảo vô, bắt đầu mình cài lắp lại, nên chạy cũng nhanh. Này bữa chạy từ 12 giờ cho tới 2 giờ rưỡi rồi xong 4 mẫu. Rồi thôi cứ chạy đi. Có bữa nào Lâm cho chú hay. Bữa nào Lâm cho chú hay lên quay chơi. Quay chiếc Ford nó Lâm. Ta đang đốt ba cái đất cho sạch chứ này Lâm. Đâu con? Trong này luôn hả? Trong đi đây chút qua khỏi cống kinh chút. À qua khỏi cống kinh chút xíu hả? Rồi đi cái đường chặt đường bờ kinh đi vô. À. Tốc độ chạy nhanh lắm các bạn ơi. Thì bừa cái này á các bạn, thì mình chỉnh chảo nó xuống khoảng chừng cả tấc nha. Cả tấc trở lại thôi chứ không cho sâu quá nha các bạn. Thì những cái rễ cao su mà ít đỉnh đây nè. Ít đỉnh rễ cao su đứt ha, nó đứt là chuyện bình thường ha. Đứt xong rồi nó ra rễ khác nha các bạn. Đứt ba rễ con ở trên á. Đứt xong là nó ra rễ khác. Theo mình nghĩ anh ta bừa xong ha, ta bừa xong rồi bắt đầu là một hai cây mưa đó là anh ta sẽ bỏ phân diêm á. Đây cao su này, cao su cạo cũng mấy mùa ha, cao su lâu rồi chứ. Cạo này mới coi 1 mùa 2 mùa 3 mùa 4, cao su này cạo 4 mùa các bạn.
tính ra trừ hết mẫu nào còn 500 cũng ok hết các bạn, trừ mấy cây cao su được ra. Nói chung tóm lại là bây giờ là ví dụ như là mình tính trong cây cao su hết luôn á, tính cây cao su hết luôn á là tính mẫu 500 á. Rất nhanh luôn. Quay trong vườn cao su buổi sáng nó tối hết các bạn. Tối thui à. Mới chạy theo có mấy khúc à. Mà mồ hôi ra. Ở cho nên bây giờ thời tiết chảnh hầm dữ lắm các bạn ơi. Bữa đó quất được 2 cây mưa. Quất được 2 cây mưa xong giờ hầm dữ dữ lắm. Phải chịu qua muốn mưa không nổi ha. Thì 185 thì nó sử dụng động cơ bơ kinh ha các bạn. Dung tích của nó thì được 4.1 lít 4 máy, piston của nó là được mà 1 tấc lấy 1 ha các bạn. Tua chiếc này thì được 2067 ha. Coi như cũng gần 2001 ha các bạn. Nó cho ra công suất là 75 HP nha. Tốc độ đang lên nè. Chạy vừa cao su vận động chạy nhanh lắm. Chạy hai rỗng này nữa ha, hai cái lô này nữa là đi qua bên kia là đi giặt xuôi rồi, giặt xuôi xuống dưới nha các bạn, chỉ còn hai cái này nữa. Phần đông bây giờ anh em người ta các bạn, anh em người ta xài cái dằn bừa này, cái này đúng không, xài dằn bừa này anh em gắn hai cái thùng, gắn cái thùng bó diêm ở trên luôn, là vừa bó diêm vừa bừa luôn các bạn, vừa bó diêm vừa bừa lên luôn ha. Nhưng mà cái này kiểu như chủ người ta muốn bừa trước các bạn, bừa trước cho cỏ nó chết bớt á, rồi vài bữa người ta bỏ diêm sao ha. Dẹt vô quá, dẹt vô hay là né đây. Cái này nói chung là né được nào né các bạn ơi. Cao su nó, cao su nhánh nó ngã mà. Né qua luôn. Bỏ cái nhánh lại. Chứ mình dọn nhánh nó biết chừng nào mất thời gian chứ đó. Nãy bé Khang nói hình như là bữa đó chạy cài từ 11-12 giờ hả, mà cài tới 2 giờ mấy ha, là 4 mẫu. Kiểu như 4 mẫu là mình tính luôn cao su ha các bạn. Tại 4 mẫu, 1 mẫu có 500 ngàn thì mình tính luôn cao su á, tính luôn cao su là mẫu 500 ngàn ha. Còn nếu mà cài không có cao su thì mình mới tính giá khác nha. Còn tính cao su thì chỉ có 500 ngàn thôi. Thì tính cái 4 mẫu chỉ có 2 tiếng mấy lấy 2 triệu cũng một sớt thôi các bạn. Khang nói mới đi qua Khang mới đuổi cho người ta dựng
Cháu qua bờ kênh hả? À, hay là đi đường bờ kênh luôn? Mét tới rồi. À 200 mét tới hả? Ừ. Chị nó nằm bên phải luôn hả? Ừ, nằm bên đây luôn. À, chị nó nằm gần cái đám đất trống luôn ta. Ờ, chỗ cái nhà nhỏ có trồng bánh mì rồi cái miếng nhãn mới nhỏ cô bé mới nhổ gốc ra rồi à, cái lâm miếng đó rồi cái lâm dài vô trong cái phần này cái phần trồng mì đó em có quay á. À, giờ là nay mai giờ là lâm ngay chỗ cũng khỉnh đó cái lâm dài vô trong kia khoảng 7-8 công gì nữa đang ô đùng ung dọn trống. Vậy là cao su thanh lý hả? Hà nhãn. Cao su thanh lý với nhãn. À, dạ. Một lát nữa qua mình chạy cái giặt xuôi này nó sướng hơn ha. Nó dài hơn. Nó dài hơn mình chạy nó ngon hơn. Ừ. Tại vì mình quanh thấy gì mất thời gian chứ nó. Tới xong rồi qua lô bên kia ha. Tâm lành. Cái cao su cạo ít người cài lắm. Đúng rồi. Cho mưa nhiều. Đúng rồi. Chủ yếu là cho nó tao chết bỏ. Dạ. Với ba cái trà chôm rồi sạch. Rồi giờ quất giặt xuôi nha. Giặt xuôi là rất là dài luôn á. Dài qua tới bên bìa bển á. Dạ. Đây, ý là cái hậu nó dài mù dưới kia á. Dài tất cả nó. Cả 500 mét trên 500 mét. Rồi đó. Đụng cây cho nó cỡ. Dạ. Đầu này cỏ dày quá. Cỏ quá. Giác luôn. Này đón cho ủ nắm nè, bị ủng tốt. Mục dân tốt, cứ để. Rồi. Rồi, mình mới vô lấy cái túi của mình ra các bạn ơi. Giờ xong mình kết thúc video thôi các bạn. À giờ cái Khang chạy xuống dưới kia là xa quá. Cái đường dài chạy lâu lắm. Như tay số Vận Đông vừa có xu giờ người ta bừa kiểu này ha các bạn. Bừa con này cho chết cỏ bớt ha. Vài bữa người ta bỏ diêm cái là xong nha các bạn. Rồi thôi video kết thúc đây ha các bạn. À, cảm ơn các bạn nhiều đã xem video của mình. Có cái đám bên đây nè. Có cái đám bên đây nãy cái Khang nói là bữa đó chạy 2 tiếng mấy mà 4 mẫu đó. À, đám này cài ha, đám này cài kiểu cài ốp vô. Ốp vô cài ốp vô là gốc ha. Điều cái này là tùy theo chủ thôi. Chủ yêu cầu chuyện chủ yêu cầu mình cài thì mình cài. Cài ốp cả hai bên ha. Rồi, thôi bye bye các bạn nha. Cái cao su này là cao su của tư nhân à chứ không phải của nhà nước nha. Đọc cao su này là kinh khủng lắm nha. Đại gia một dùng ạ. À.